phân luồng giao thông vào Đà Lạt dịp lễ 2 tháng 9. Dịp lễ 2 tháng 9 năm nay, đèo Prenn vẫn đang đóng cửa thi công, nâng cấp, mở rộng, vậy du khách vào ra thành phố Đà Lạt Lâm Đồng sẽ đi theo đường nào? Chiều ngày 28 tháng 8, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản gửi công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan về phương án tổ chức giao thông trên đèo Bảo Lộc, đèo Mimosa trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay. Theo đó, từ 6 giờ ngày 1 tháng 9 đến 20 giờ ngày 4 tháng 9, sẽ cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 20 tấn lưu thông trên đèo Mimosa. Trong khung giờ trên, các phương tiện này ra vào thành phố Đà Lạt theo hướng QL27, đường DT725 về xã Tà Nung hoặc quốc lộ 27, quốc lộ 20 qua đèo Ran về trại mát phường 11. Tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông linh hoạt, tùy thời điểm cho tất cả các loại xe, trừ xe tải có tải trọng toàn bộ lớn hơn 20 tấn, theo chiều lên Đà Lạt khi đèo Mimosa bị ùn tắc, lưu thông qua đường nội bộ khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Trong khi đó, đối với đèo Bảo Lộc, từ 10 giờ đến 17 giờ các ngày 1 và 2 tháng 9 sẽ cấm xe tải có tải trọng toàn bộ xe trên 20 tấn, vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng, đất, đá, lưu thông chiều lên theo hướng từ huyện Đạ, Hu Oai đi thành phố Bảo Lộc và chiều xuống từ 14 giờ đến 20 giờ các ngày 3 và 4 tháng 9. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao công an tỉnh chỉ đạo cảnh sát giao thông, công an các địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, bố trí các điểm chốt trực tại vòng xoay Liên Khương, điểm rẽ vào hầm chui cao tốc Liên Khương, Prenn vào khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, vòng xoay điện lực Lâm Đồng để điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời thuê, bố trí 2 xe cứu hộ trực 24/24 trong các ngày từ 1 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 9 tại 2 khu vực giữa đèo Mimosa và đèo Bảo Lộc để xử lý tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra. Cảm ơn đã xem bản tin của Bất Động Sản Đà Lạt Vũng Tàu.